Xin chào, mình là Theo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Vị khách đặc biệt của Rogi. Những chiếc xe buýt nhỏ đang trên đường về trạm xe sau một ngày làm việc vất vả. Em về rồi đây. Chào mọi người. Rogi, anh về sớm vậy. Anh có cái này muốn cho mấy em thấy. Đi theo anh. Cái gì vậy anh? Được rồi, hãy nhìn đây. Tên. Sao? Không thấy đặc biệt hả? Anh đã thu thập được đó. Anh lấy mớ rác này ở đâu ra vậy anh Rogi? Dơ quá đi. Cái gì mà dơ chứ? Khó khăn lắm anh mới thu thập được những thứ này đó. Chờ ở đây nha. Nhìn nè, có đẹp không? Lenny, anh sẽ tặng cái này cho em. Cầm nó ra chỗ khác đi anh. Em không thích hả? Anh biết rồi. Anh có cái này nữa nè. Thấy sao, có thích không? Ghê quá, lấy chỗ khác đi anh. Mọi người có sao không vậy? Anh có ghi thật là... Sao anh lại đi lấy mấy cái đồ dơ giấy này về chứ? Hả? Em không thể nào chịu được cái mùi hôi thối ở đây. Em đi đây. Đúng rồi. Chờ mình với. Sao mọi người giận dữ quá vậy? Ngày hôm sau, Rogi đang trên đường trở về trạm xe sau khi xong việc. Mọi người thật kỳ lạ. Mình khó khăn lắm mới thu thập được từng này đồ mà. Wow, nhìn bạn ấy thật ngầu. Hình như trước giờ mình chưa gặp bạn ấy. Chào, nhìn bạn ngầu quá. Bạn đang nói chuyện với mình nữa hả? Đúng vậy. Bạn tên gì vậy? Mình tên là Windy. Mình là một chiếc nhà di động và đi du lịch khắp thế giới. Wow, nhà di động sao? Nghe tuyệt quá. Mình tên là Rocky. Tên bạn đẹp quá. Thật sao? Thật. Nhưng mà Windy nè, cái gì đang ở trên lưng của bạn vậy? Có vài thứ mình nhặt được khi đi du lịch ở khắp mọi nơi trên thế giới. Wow, mình cũng có thu thập được một vài thứ đồ để ở trạm xe của mình á. Vậy hả? Mình thấy tò mò quá rồi đó. Bạn có muốn ghé qua chỗ của mình để xem qua không? Có được không? Thực ra thì mình cũng đang tìm một chỗ để ở lại đêm nay nè. Tuyệt quá, vậy thì đi thôi. Được, tuyệt vời. Anh Chai vô. Chào mọi người. Sao nhìn anh có vẻ buồn vậy? Anh thấy có lỗi với anh Rogi quá. Anh nghĩ là tụi mình hơi quá đáng với ảnh. Dạ phải, cả ngày hôm nay em cũng cảm thấy có lỗi với ảnh quá. Anh cũng vậy. Nè mọi người, khi nào về tới trạm xe tụi mình nói lời xin lỗi anh ấy nha. Được. Dạ được. Ý kiến này hay đó. Mình về nhanh thôi mọi người. Được rồi. Không biết anh Rogi về chưa ta? Hoan hô. Cái này thích thật, đúng là tuyệt vời. Là ai vậy? Chào mọi người. Dạ. Bạn của anh đó hả anh Rogi? Mọi người chào nhau đi. Đây là Windy. Bạn ấy là nhà xe di động đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Xin chào. Chào anh. Chắc mọi người là bạn của Rogi hả? Nhưng mà nhìn mọi người tầm thường hơn anh nghĩ. Cái gì? Anh giỡn đó mà. Windy sẽ ở lại đây với chúng ta tối nay. Anh đã hỏi chị Hana và chị ấy đã đồng ý rồi. Sao chứ? Hoan hô. Cái này đẹp thiệt đó. Thật hả? Họ có vẻ giống nhau quá. Phải, em mới không vui chút nào hết. Rogi, gu thẩm mỹ của bạn cũng rất khá. Mình thật sự ấn tượng. Windy, bạn với mình giống nhau thật đó. Phải để cho mình trả ơn bạn vì đã đối xử tốt với mình chứ. Được rồi, nhìn kỹ đây. Hả?
Wow, nhìn ngầu quá. Cái đó là gì vậy? Đó là một món hỗn độn. Cứ làm như trạm xe này là của anh Rogi vậy. Bạn lấy đâu ra những món đồ hay ho này vậy? Cái này mình lấy được ở miền Nam. Còn cái này là ở phía Tây. Ồ, còn cái này là ở trên một hòn đảo. Wow, bạn là người ngầu nhất. Điều đó thì ai cũng nói như bạn hết. Wendy, để mình dắt bạn đi một vòng trạm xe nha. Thật hả? Vậy thì tốt quá. Đi thôi. Tayo, xe buýt bé nhỏ. Cái người mà anh Rogi dắt tới đây á, anh ấy lạ thiệt ha. Nhìn có vẻ rất thú vị đó. Muốn nói với anh Rogi lời xin lỗi mà thấy anh ấy cứ bận chơi với anh Wendy suốt thôi. Hả? Tiếng gì vậy ta? Đi xem thử đi ha. Dạ. Wendy, nhạc này là nhạc gì vậy? Đây là nhạc từ hòn đảo phía Nam mình đã đến. Mình đã tự thu âm nó lại. Mỗi lần nghe nó khiến mình muốn nhún nhảy theo à. Hula. Wow, thật tuyệt vời. Rogi, bạn có muốn thử không? Hula. Wow, bạn nhảy cũng đẹp đó chứ. Thật không? Hula. Chuyện gì đây? Lạ thiệt đó. Lắc nào. Nhảy nào. Nhảy nữa. Oh yeah, vui thật đó nha. Mình vui lắm. Anh Rogi có vẻ rất thích anh Wendy. Thật ra tụi mình không có khả năng làm trò cho anh ấy vui. Mình phải đi xin lỗi anh Rogi mới được. Anh Rogi, em xin lỗi vì đã nổi giận với anh. Em thực sự thấy có lỗi. Hả? Anh Rogi, anh đang ngủ hả? Hả? Anh Rogi đâu rồi? Hôm nay mình đã rất vui. Hai đứa tụi mình có rất nhiều điểm chung á. Wendy ơi, tại sao bạn không chịu ngủ trong nhà mà lại thích ngủ ở phía ngoài vậy hả? Tại vì mình thích nằm ngoài trời ngắm sao và ngủ dưới trời như thế này. Mỗi lần như vậy, mình cảm thấy thật sự tự do và thoải mái. Hả? Wow, mình không hiểu được cái cảm giác đó, nhưng mà bạn vẫn rất ngầu. Anh ấy ở đâu vậy nhỉ? Đó là anh Rogi và anh Wendy. Mình cũng muốn được tự do và đi khắp nơi như bạn vậy đó. Thật hả? Thích thì cứ làm thôi. Hả? Nhưng mà không được, mình là xe buýt mà. Có gì đâu mà sợ. Nè, bạn có muốn đi du lịch khắp nơi với mình không? Cái gì chứ? Tụi mình rất hợp nhau. Bạn không thấy vậy hả, Rogi? Thì đúng là vậy, nhưng mà... Mình sẽ bắt đầu lên đường vào sáng sớm ngày mai. Nên bạn cứ suy nghĩ kỹ đi. Thôi được, mình đi ngủ trước đây. Chúc ngủ ngon. Bạn cũng ngủ ngon. Lỡ như anh Rogi bỏ đi cùng anh Wendy thì sao? Mọi người dậy đi. Anh Rogi đi rồi. Đồ đạc cũng không còn nữa. Nè mọi người, chuyện lớn rồi. Dậy đi, chuyện lớn rồi. Nè. Có chuyện gì vậy hả? Anh Rogi bỏ đi rồi. Anh ấy còn lấy hết đồ đạc đi theo nữa đó mọi người. Chắc là anh ấy ở chỗ rửa xe thôi. Không phải đâu. Anh Rogi đã bỏ đi du lịch khắp nơi cùng với anh Wendy đó. Sao? Sao vậy được? Mình đã nghe hai người họ nói chuyện tối hôm qua. Mình mau đi tìm anh ấy đi. Nghe được. Anh Rogi. Anh Rogi ơi. Những chiếc xe buýt nhỏ đang đi tìm Rogi ở khắp mọi nơi trong thành phố. Chắc là anh Rogi bỏ đi cùng anh Wendy thật rồi. Nhưng em không tin là anh ấy bỏ đi. Lỗi tại anh hết. Tại anh không đối xử tốt với anh Rogi. Anh cũng vậy. Anh không ngờ là anh ấy lại bỏ đi.
Em xin lỗi anh Rogi. Em xin lỗi. Nè mọi người, chuyện gì vậy? Mọi người đã đi đâu? Không có các em buồn muốn chết luôn. Không phải là anh bỏ đi với anh Wendy rồi sao? Sáng sớm anh phải dậy để đi tiễn bạn ấy lên đường. Sao tự nhiên anh dọn hết đồ đạc? Các em nói đống đồ đó là mớ hỗn độn rồi kêu phải bỏ đi, nên anh đã dọn dẹp cả đêm luôn. Cái gì? Em tưởng anh bỏ tụi em đi luôn. Có chuyện gì vậy? Anh Rogi, em thực sự xin lỗi. Em đã đối xử với anh quá tệ phải không? Dạ, em cũng xin lỗi anh. Em xin lỗi anh Rogi. Không có gì đâu. Anh Rogi ơi, cảm ơn anh vì đã ở lại với tụi em mà không bỏ đi. Dạ, tụi em rất vui vì có anh bên cạnh. Đúng vậy. Cảm ơn mọi người. Hóa ra nếu không có anh ở đây thì các em sẽ buồn lắm đúng không? Vậy chứ. Thật là nhẹ nhõm vì Rogi đã không rời khỏi đây. Những chiếc xe nhỏ sẽ ngày càng thân thiết hơn nữa.